Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng quý vị không quên nhấn vào nút đăng ký để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào được cập nhật trên kênh. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vụ án xảy ra tại trường học Gai đã xảy ra hơn 3 tháng. Vào ngày 6 tháng 8 thì cháu Long được phát hiện tử vong trên xe đưa đón Ngày 7 tháng 8 thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án này. Như vậy là thời gian để điều tra vụ án này sẽ là 3 tháng kể từ ngày khởi tố. Khi mà tất cả chúng ta đều cho rằng vụ án này khá là đơn giản và tất cả các bằng chứng cũng dễ thu thập. Cho nên chúng ta nghĩ rằng trong khoảng thời gian 3 tháng thì có lẽ là vụ án này sẽ phải kết thúc. Chúng ta chờ đợi đến ngày 7 tháng 11, thế nhưng vụ án vẫn chưa được kết luận Cơ quan chức năng đã quyết định gia hạn điều tra vụ án học sinh lớp 1 trường gây quay tử vong này. Chiều ngày 19 tháng 11, trao đổi với phóng viên thì ông Đinh Minh Tạo, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, cơ quan vừa phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian, điều tra tiếp tục điều tra vụ án hình sự học. Học sinh lớp 1 trường gây quay được phát hiện tử vong do bỏ quên trên xe đưa đón. Với thời gian gia hạn điều tra là một tháng, theo ông Tảo thì thời gian điều tra vụ án đến ngày 7 tháng 11. Quá trình điều tra đến ngày 7 tháng 11 thì cơ quan cảnh sát điều tra đã cơ bản làm sáng tỏ vụ án này. Tuy nhiên một số kết quả trưng cầu giám định vẫn còn thiếu nên chưa thể hoàn thành hồ sơ kết luận vụ án. Chi tiết đó là một số trưng cầu giám định chưa có kết quả như là dấu vết thu được trên xe, giám định gen chưa có cho nên sẽ phải đợi kết quả này. Còn một số nội dung khác thì cơ bản đã làm rõ. Khi có các kết quả này thì sẽ có kết luận, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng kết luận vụ án này trong tháng 11 này, ông Tào nói. Các bạn thân mến, hy vọng rằng những ngày sắp tới trong cuối tháng 11 này chúng ta có thể nghe được một kết quả như ý từ cơ quan cảnh sát điều tra, mặc dù điều đó đến bây giờ thì có thể nói là rất mong manh. Khả năng rất cao vẫn sẽ là kết luận bé lòng bị bỏ quên trên xe đưa đón bởi vì đến thời điểm hiện nay thì chỉ có ba người bị khởi tố đó là bà nguyễn bích quy là người đưa đón các trẻ ông doãn quý phiến là tài xế của chiếc xe đưa đón và cô nguyễn thị thùy là cô giáo chủ nhiệm lớp bé long chỉ có ba người này thì mới liên quan đến việc bé bị bọc quên trên xe còn nếu như bên phía điều tra họ đưa ra kết luận không phải là bé bị bọc quên trên xe thì sẽ khởi tố thêm những bị can khác rồi thật lòng thương cho bé long bị chết một cách oan uổng và thương cho người thân của bé sẽ luôn luôn mang theo một câu hỏi, vì sao con mình chết? Và thương cho một xã hội, đồng tiền làm lu mờ đi tất cả. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị và các bạn. Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.